Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Bộ phận Bảo tồn nước của thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang thông báo rằng lượng mưa lớn do cơn bão số 4 mang đến đã khiến lượng mưa bề mặt trung bình của lưu vực sông Vịnh Giang trong 4 ngày đạt khoảng 440mm, vượt qua cơn bão đổ bộ trực diện vào năm ngoái. Đặc biệt, lượng mưa trên bề mặt lưu vực sông Vịnh Giang gần bằng mức xuất hiện 100 năm, xuất hiện lũ lụt lưu vực cực lớn. Đây là điều hiếm thấy trong lịch sử. Trong số đó, tổng lượng mưa ở Diêu Thị, khu vực xảy ra lũ lụt cao bằng tổng lượng nước của 68 hồ Tây. Dữ liệu cho thấy do ảnh hưởng chung của bão số 4 và không khí lạnh, lượng mưa trung bình trên lưu vực sông Vịnh Giang đạt khoảng 440mm trong 4 ngày. Các chuyên gia cho biết lượng mưa trên toàn thành phố đã vượt qua cơn bão Haikui đổ bộ trực tiếp vào năm ngoái. Đặc biệt, lượng mưa ở lưu vực sông Vịnh Giang là lớn nhất kể từ khi có hồ sơ thủy văn, gần bằng một lần trong 100 năm, một trận lũ thế kỷ. Lượng nước đổ về từ toàn lưu vực sông Vịnh Giang đạt 1,4 tỷ mét khối, tương đương với lượng nước của 10 hồ chứa Bạch Si ở khu vực này đổ xuống. Các chuyên gia bảo tồn nước cho biết sông Vịnh Giang là sông mẹ của sông Ninh Ba. Nước từ sông Phụng Hoa và sông Nghiêu Giang cuối cùng sẽ chảy vào sông Vịnh Giang và đổ ra biển. Một nửa diện tích của Ninh Ba nằm trong lưu vực sông Vịnh Giang, đó là lý do tại sao lũ lụt lại nghiêm trọng như vậy. Tại Yugao, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, tổng lượng mưa lên tới 750 triệu mét khối, tương đương 68 hồ Tây đổ về đây cùng một lúc. Lượng nước đổ về lớn như vậy, cộng với dòng nước thượng nguồn đổ về dữ dội, đỉnh chiều cường và mực nước mạng lưới sông dâng cao nên việc xả nước lũ gặp nhiều khó khăn. Theo Yu Xiaoli, lãnh đạo nhóm chuyên gia phòng chống bão Ninh Ba và là kỹ sư trưởng của Cục Bảo tồn nước, trước lượng nước đổ về khổng lồ như vậy, dự án bảo tồn nước đã đóng một vai trò to lớn. Tính đến 6 giờ sáng thứ Sáu, 32 hồ chứa lớn và vừa của thành phố đã chứa được 450 triệu mét khối nước lũ. Hiện có 22 hồ chứa vừa và lớn, 28 hồ chứa loại vừa và 12 hồ chứa loại nhỏ quan trọng vượt mực nước giới hạn lũ, trong đó có 3 hồ chứa lớn là Chu Công Trại, Tiêu Khẩu và Tư Minh. Hồ đã vượt mực nước cao nhất trong lịch sử thông qua việc lập lịch cao điểm xen kẽ hợp lý. Hồ chứa sẽ phát huy tối đa lợi ích kiểm soát lũ và giảm áp lực chống lũ hiệu quả cho hạ du. Tính đến nay, tổng lượng nước lũ do các hồ chứa lớn ở thành phố Dư Diêu xả ra là 150 triệu mét khối. Với việc cơ bản ngừng mưa và giảm lượng nước vào hồ chứa Chu Công Xá bắt đầu ngừng xả lũ từ 6 giờ sáng thứ Sáu và lưu lượng hạ lưu của hồ chứa Giao Khẩu cũng giảm đáng kể. Các chuyên gia cho biết, nếu dự án thủy điện không ngăn được lượng nước đến, mực nước sông chính ở hạ lưu Ninh Ba sẽ tăng từ 50 đến 70cm. Theo tin tức từ Văn phòng Kiểm soát Ngập lụt Đô thị của thành phố Ninh Ba, tình trạng ngập úng ở khu đô thị trung tâm đã xấu đi kể từ hôm thứ Năm. Do mực nước sông trong thành phố dâng cao và mực nước thủy triều của sông Tam Giang dâng cao nên tình trạng ngập lụt đã xảy ra. Thành phố đang huy động mọi lực lượng để tiêu thoát lũ. Theo phân tích của các chuyên gia chống ngập, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập úng nghiêm trọng ở khu vực đô thị. Thứ nhất là lượng mưa lớn lên tới 418mm tại khu vực đô thị. Thứ hai là khả năng thoát nước chưa mạnh, nước không thể thải ra ngoài, khả năng thoát nước rất hạn chế. Được biết, Văn phòng chống lũ lụt ở các đô thị nói chung ghi lại mực nước của sông trong thành phố và mực nước triều của 3 con sông mỗi giờ một lần để theo kịp những thay đổi của chế độ nước. Nhận thấy vào lúc 15 giờ chiều thứ Sáu, mực nước chiều cao nhất tại cửa sông Tam Giang là 2,65 m, cao hơn mực nước cảnh báo, gây khó khăn cho việc xả nước sông trong nội thành. Đồng thời, mực nước sông nội địa ở quận Hải Thư là 2,76 m, ở quận Giang Đông là 2,44 m, ở quận Giang Bắc là 2,56 m, tất cả đều vượt quá mực nước cảnh báo. Rõ ràng, so với ngày hôm trước, mực nước trong nội thành vẫn ở mức cao, chưa thể hạ thấp đáng kể. Người phụ trách Văn phòng Kiểm soát Ngập lụt Đô thị nói rằng nếu mực nước sông Nội Thành và mực nước thủy triều của sông Ba không hạ xuống, sẽ khó xả lượng nước ngập úng và tình trạng ngập úng đô thị sẽ tiếp tục.
Hiện nay, đảm bảo an toàn sinh kế cho người dân là ưu tiên hàng đầu của công tác chống lũ và chống ngập úng đô thị. Tính đến 16 giờ chiều thứ Sáu, Ban Chỉ huy chống ngập đô thị đã bố trí hơn 13.000 nhân viên ứng cứu khẩn cấp và điều động hơn 12.000 lượt người, tổng số 581 máy bơm tiêu, gần 70 phương tiện thuyền và gần 40.000 người được điều động để tiêu và thoát nước. Do lượng mưa lớn từ cơn bão số 5 mang đến, Ninh Ba, Chiết Giang đã phải hứng chịu trận lũ lụt chưa từng xảy ra trong một thế kỷ và 70% thành phố Yu Yao bị ngập lụt. Hàng nghìn người dân địa phương đã biểu tình trước cổng tòa thị chính hôm thứ Ba. Những người biểu tình dương cao các biểu ngữ kêu gọi bí thư thành ủy Mao Hồng Phương từ chức. Truyền thông Hồng Kông đưa tin, nhà chức trách đã cử hơn 1.000 cảnh sát mang khiên đến hiện trường để bảo vệ hiện trường. Sau cuộc đối đầu, giữa hai bên đã nổ ra xô xát, một số người biểu tình bị đánh chảy máu mặt, đồn thổi rằng nhiều người đã bị bắt. Thảm họa ở Suzhou nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trên mạng có tin tức cho rằng phụ nữ mang thai không có thức ăn trong 3 ngày, nạn nhân bị cuốn trong báo qua đêm, đồ cứu trợ bị cướp phá, công tác cứu hộ không hiệu quả. Nhiều người bị ảnh hưởng với cơ bản dựa vào sự tự giúp đỡ. Sau thảm họa địa phương, giá cả tăng vọt, nhất là sau khi thời tiết trở nên tốt đẹp, tình trạng ngập nước vẫn tiếp diễn, cảnh tượng bị cắt điện, thiếu nước và lương thực càng khiến cho sự phản kháng của người dân vùng bị ảnh hưởng lên cao chưa từng có. Các cơ quan liên quan của chính phủ Diêu cho biết họ đã làm hết sức mình, tuy nhiên khi phần lớn thành phố vẫn chìm trong lũ lụt, đài truyền hình Ninh Ba đã phát đi tin giả nói rằng lũ đã rút và mọi thứ đã trở lại bình thường. Điều này đã làm dấy lên sự tức giận của nhiều nạn nhân. Sau đó, Mao Hồng Phương, bí thư thành ủy Diêu nói rằng chính quyền địa phương đã đưa ra những cảnh báo kịp thời và phản ứng nhanh chóng, đồng thời có thể cho chính quyền 60 điểm để cứu trợ thiên tai. Sáng sớm hôm thứ Năm, Hạ Bảo Long, bí thư tỉnh ủy Chiết Giang kiêm giám đốc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh đã vội vã đến Yu Yao để chia buồn với các nạn nhân và chỉ đạo công tác tái thiết sau thảm họa tại địa phương. Weibo chính thức của Sở Công an Diêu đăng trên mạng xã hội. Thưa công dân và các bạn, Diêu đã gặp phải thiên tai, chúng ta phải giữ bình tĩnh, chúng ta không được hành động hấp tấp, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Weibo được phát hành ngay sau đó. Tôi đã nhận được những lời phàn nàn từ rất nhiều cư dân mạng. Các phương tiện truyền thông địa phương cũng bình luận, việc bày tỏ những yêu cầu hợp lý phải kịp thời và hợp lý. Duy trì sự ổn định là trách nhiệm của mọi người. Các nhà báo Trung Quốc nhận thấy rằng có vô số lời chỉ trích chính phủ trên đường phố Yu Yao. Dư luận đặt câu hỏi, Suzhou là thành phố gần biển hứng chịu bão nhiều năm, lẽ ra phải có đầy đủ các biện pháp khẩn cấp, phương pháp dự phòng từ lâu, sau khi thiên tai ập đến lại bị động như vậy. Thưa quý vị, nước lũ dâng, làng ngập nước, lũ lụt ở Thọ Quang, Sơn Đông gây ra thảm họa, xả lũ từ thượng nguồn gây ra thảm họa hay thảm họa do thiên tai. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, nhiều nơi ở Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông có mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua. Lượng mưa hiếm thấy trong nhiều năm khiến hồ chứa Diệp Viễn, hồ chứa Đường Thủy và hồ chứa Hắc Hồ Sơn tiệm cận hoặc vượt quá mức cảnh báo lũ. Mực trữ nước và lưu lượng vào vượt xa lưu lượng trữ. Sáng ngày hôm qua, cùng với việc gia tăng lưu lượng xả lũ, các làng ven sông Mi bắt đầu bị nước sông tràn vào, nhiều làng lần lượt bị ngập. Mưa lớn 4 ngày qua, một số nơi vẫn bị ngập sâu trong nước lũ, còn việc lũ có phải do thượng nguồn xả lũ hay không, phía hồ chứa cũng đã có phản ứng. Mưa bão và xả lũ, Thọ Quang đang trải qua đỉnh lũ lớn nhất kể từ năm 1974. Theo Kilu Evening News, đây là đỉnh lũ lớn nhất mà Thọ Quang trải qua kể từ năm 1974. 4 ngày sau trận mưa lớn, các ngôi làng vẫn chìm trong nước. Hôm qua, nước đã ngập sâu hơn 1 mét nước ở làng Nam Chiếu Khê, thị trấn Dương Khẩu, Thọ Quang. Dân làng đã sơ tán hết, nước ngập trong nhiều ngày không có dấu hiệu rút. Làng Kuji, thị trấn Thọ Câu, thành phố Thọ Quang, nơi bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi mưa lũ, nằm ở phía tây của kè đường Dương Điền. Mặc dù mực nước đã giảm hơn 1 mét nhưng làng Lão Khẩu Tử vẫn là một vùng nước và ngôi làng vẫn bị ngập lụt. Nước trong làng ngập sâu khoảng 60cm, ngập trên đầu gối đến đùi người dân, có nơi nước sâu đến thắt lưng. Từ những hình ảnh video do người dân mạo hiểm về nhà trước đó ghi lại, có thể thấy nhiều đồ đạc đã bị ngâm trong nước. Theo các báo cáo, ngôi làng có 360 hộ gia đình với hơn 1.000 nhân khẩu, tình trạng lũ lụt diễn ra nghiêm trọng trong nhiều ngày qua. 360 hộ gia đình ở làng Nam Chiếu Kê đều bị ngập lụt và nền đất bị sạt lở. Dân làng không nỡ vứt bỏ ngay cả bộ chăn ga cũ nát ngâm nước, vội vã giặt sạch phơi khô. Trong trận lũ này, nhiều nông dân ở các làng lân cận bị ảnh hưởng nặng nề. Phóng viên nhìn thấy ở làng Quảng Lĩnh, thị trấn Thượng Khẩu, hàng chục con lợn của một nông dân nằm ngổn ngang bên mương.
Dù được giải cứu kịp thời nhưng tất cả đã đều cạn kiệt sức. Ở làng Quan Gia Trang, Thọ Quang, nước trên đường đã cạn nhưng nước trên ruộng vẫn chưa rút hết. Ở làng Quảng Gia Trang, dân làng tự bơm nước để tự cứu mình. Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng hôm qua, tại làng Vương Lưu, thị trấn Yển Ly, Thọ Quang, dân làng vội vã chạy về nhà để tự cứu mình ngay khi nước lũ rút. Mặc dù nhiều thiên tai xảy ra tại quê hương của mình, nhưng ông Lý Thành Tú, 78 tuổi, vẫn bận rộn nạo vét đường làng để tạo điều kiện cho dân làng cứu trợ thiên tai. Sau trận lụt ở thành phố Thọ Quang, một số cư dân mạng đã đăng tải một bài báo cho rằng ba hồ chứa ở thượng nguồn xả lũ khiến sông chảy ngược. Vào ngày hôm qua, nhân viên của hồ chứa Diệp Viễn cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Paper rằng nếu không xả lũ, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Thông thường, mùa lũ bắt đầu từ tháng này, mùa lũ năm nay mưa nhiều, mùa lũ chính vụ của các hồ bắt đầu từ tháng trước. Thường thì các cửa xả lũ ở đây sẽ được nâng lên ngay khi mực nước vượt mức an toàn buộc xả lũ. Nhưng không ngờ lần này lại nghiêm trọng như vậy, nếu không xả lũ thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Vào sáng sớm hôm kia, Tôn Triều và Ngụy Trạch Khôn, hai sĩ quan cảnh sát hỗ trợ đồn cảnh sát Tôn Gia Cát thuộc Cục Công an thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông, bị sóng lớn xô xuống sông khi đang giải cứu những người bị cuốn trôi. Tính đến hôm thứ Năm, cặp đôi này vẫn mất tích. Bây giờ tôi không dám nghe nhắc đến tên anh ấy nữa. Chú của Ngụy Trạch Khôn buồn đến mức không thể đứng yên vì gọi quá lâu trên bờ. Anh cho biết sau sự việc như vậy, gia đình vẫn chưa biết giải quyết thế nào, chỉ mong một phép màu xảy ra. Tôn Triều, 33 tuổi, là trụ cột của gia đình và là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. Ngoài cậu con trai út, cô con gái lớn năm nay vừa tròn 10 tuổi. Cha mẹ trong gia đình đã gần 60 tuổi, bà ngoại 85 tuổi bị tắc mạch máu não. Hiện gia đình vẫn chưa dám nói cho bà biết tin Tôn Triều mất tích. Hôm thứ Năm, phóng viên đã nhìn thấy tại khu tái định cư của trường tiểu học Dương Trang, hơn 600 dân làng đã được tái định cư ở đây và có một dòng người vô tận từ khắp nơi đổ về đây để thể hiện tình yêu của họ. Một số lượng lớn tình nguyện viên đã đổ xô đến làng Yuki và tất cả họ đều đang làm những gì có thể để giúp đỡ khu vực bị lũ lụt. Nhiều người đã chiến đấu trong 3 ngày 2 đêm. Nhiều người dân doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm đã quyên góp một lượng lớn lương thực, nhu yếu phẩm. Hai học sinh cấp 3 đã lì xì để mua bánh chưng, nhóm lửa cho bà con. Hôm thứ Năm, huyện ủy thị trấn Thọ Quang Hầu, Duy Phường gửi điện kêu cứu đang cần lương thực gấp. Trong quá trình xả lũ, 7 ngôi làng ở Hậu Trấn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã tổ chức hơn 10.000 người để chống lũ. Hiện tại vấn đề lớn nhất là lương thực và nước uống của nhân viên tiền tuyến không thể giải quyết kịp thời, mong các tình nguyện viên có thể quyên góp lương thực, mì gói, nước khoáng. Thị trấn Jitai bị ngập nước nghiêm trọng. Một khu vực rộng lớn của khu vực nhà kho bị ngâm trong nước lâu ngày sẽ khiến nhà kho bị sập. Hiện tại cần có một máy bơm công suất lớn để thoát nước cho nhà kho. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.